May, you like cat? No, I like bus. May, you hate cat? You don't like cat? Let me get your pen. So today we're gonna try Pretty Wild creamy tuna puree and creamy salmon and chicken puree. So apparently it's all 100% natural and it was on sale at Woolies for $2. And that's what it looks like. 15 grams. Give it a whiff. Okay, he likes it. This is what it looks like. Oh, it's like thicker than normal. It's like super thick. Marilyn, get your goddamn face out of there. Oh my god, it's super thick. He likes it, so. Coming out real thick. Go clean up your mouth, Merlin. Oh my god. It says here that it is 8% crude protein. So that's actually not bad. 7% protein, that's all right. And the rest is basically just moisture. And it's 0.1% fat. It smells like straight up tuna. I mean, it is tuna, but it smells like when you just opened a can of tuna. That's what it smells like. Go, Merrily. And this side too. No more. Okay, now we are finished. We are finito. Oh, there's a little bit more. Chính nó ôm đi cho nó ôm ăn nè. Mình đi lệnh nó cho ôm không à. Mắt kế nó xé ra nó thấy được nó. Thế này ra hả?
dụ nè, này kia. Nè, ra đây. Nè, ra đây, em kia. Cần à. Cần lắm à. Không dụ gì. Nhà mì hả? Nhà mì. Chết mẹ rồi. Dính đau, dính đau kia, dính hết rồi. Chết mẹ dính đau. Dính đau kia hết rồi. Việt Nam cũng có nhiều nữa. Ôm nè, ôm đi thôi. Rồi hết rồi em ơi. Hết rồi. Dính tay. Mày dính tay được không? Ăn xong phản phúc bỏ chạy nha. Hết rồi, liếm hoài vậy. Hết rồi. Rồi, dính. Dính nè. Ngu quá. Nghe, quá xéo đi. Dính rau nè. Này con này. Đây này, 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 đây. Well, it was legit normal. Yeah. There's no more. Okay, we are done here.